Tin bóng đá trước ngày 22 tháng 11. Ronaldo làm bùng nổ internet với MrBeast. Trong video dài gần 14 phút, Ronaldo và MrBeast, YouTuber 26 tuổi người Mỹ với 331 triệu người đăng ký, đã có những giây phút trò chuyện thoải mái. Tiêu đề của video: "Tôi gặp MrBeast để phá hủy internet" đã ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nội dung video xoay quanh cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật cùng với lời mời gọi về một thử thách đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 30. Chỉ trong 30 phút, video đã gây bùng nổ internet với 1 triệu lượt xem. Sau 2 giờ kể từ khi ra mắt, đã đạt mốc 3,6 triệu lượt xem. Và tới thời điểm viết bài, 8 giờ, video đã đạt trên 10 triệu lượt xem, cho thấy sức hút khó cưỡng của sự kết hợp giữa hai cái tên đình đám. Ronaldo chia sẻ: "Tôi muốn đánh bại MrBeast trên YouTube. Con trai tôi nói rằng tôi đã trở thành một YouTuber thực thụ." Với tinh thần hài hước và thân thiện, anh nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất là mang lại sự gần gũi hơn với người hâm mộ. Neymar suýt giải nghệ. Trong một bộ phim tài liệu trên Netflix, Neymar thổ lộ: "Có những ngày tôi thức dậy và muốn từ bỏ mọi thứ. Tôi thực sự buồn và chán nản trong tháng đầu tiên. Tôi biết đây là một chấn thương nghiêm trọng và kéo dài. Việc phải ngồi ngoài là rất khó khăn. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy đau. Tôi chỉ muốn cơn đau ngừng lại. Tôi muốn gập gối càng sớm càng tốt để vận động và làm cơn đau biến mất." Vào tháng 10 năm 2023, Neymar bị đứt dây chằng chéo trước trong lúc khoác áo đội tuyển Brazil. Chấn thương nặng này buộc anh phải nghỉ thi đấu hơn một năm, mất đến 369 ngày để trở lại sân cỏ. Đến khi ra sân ở trong trận đấu gặp Estagland tại AFC Champions League vào ngày 5 tháng 11, Neymar lại dính chấn thương gần khuèo. Anh chỉ thi đấu được 13 phút trước khi tiếp tục rời sân. Ngôi sao người Brazil dự kiến phải ngồi ngoài 6 tuần. Có thông tin cho rằng Neymar có thể tái hợp các đồng đội cũ tại Barcelona như Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez ở Inter Miami. Một bên đỗ tiềm năng khác là đội bóng cũ Santos. Guardiola nói lý do gia hạn với Man City. Trang chủ Man City sáng nay đã chính thức xác nhận giữ chân thành công Guardiola thêm 2 năm nữa. Giao kèo mới giữa hai bên sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2026. Nhiều tháng gần đây, đặc biệt sau khi giúp Man City có lần thứ tư liên tiếp vô địch Premier League, tương lai của Guardiola trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng khẳng định nghiêng về khả năng rời The Citizen hơn ở lại. Trong buổi ký kết hợp đồng mới, chiến lược gia 53 tuổi khẳng định tình yêu với đội bóng chủ sân Etihad là mấu chốt để bản thân tiếp tục làm việc tại Anh. "Đừng hỏi tôi lý do tại sao. Có lẽ 4 thất bại liên tiếp vừa qua chính là nguyên nhân mà tôi cảm thấy bản thân không thể rời đi. Tôi thấy câu lạc bộ vẫn muốn tôi ở lại. Chúng tôi còn chung chí hướng. Đó là lý do tôi ký hợp đồng mới", Guardiola nói. Sau hơn 8 năm treo lái nửa xanh thành Manchester, Guardiola đã giúp đội bóng giành 6 danh hiệu Premier League, 1 Champions League và nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau. Nhưng bản thân cựu huấn luyện viên Barca thừa nhận vẫn còn nhiều đỉnh cao muốn chinh phục tại sân Etihad. Man City bạo chi 100 triệu bảng giữ chân Haaland. Man City đang đẩy mạnh nỗ lực thuyết phục Haaland gia hạn hợp đồng. Sau khi huấn luyện viên Guardiola ký hợp đồng mới kéo dài thêm ít nhất 1 năm, cùng tùy chọn gia hạn đến năm 2027. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm giữ chân tiền đạo người Na Uy, người được đánh giá là nhân tố chủ chốt trong thành công của đội bóng. Huấn luyện viên Pep Guardiola, người dẫn dắt Man City giành hàng loạt danh hiệu lớn, đồng thời tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm ít nhất 12 tháng. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn để Haaland cam kết tương lai lâu dài tại Etihad. Đội bóng thành Manchester chuẩn bị một siêu hợp đồng trị giá 100 triệu bảng cho tiền đạo 24 tuổi, người đã ghi 105 bàn thắng kể từ khi gia nhập vào năm 2022. Haaland hiện vẫn còn 2 năm rưỡi hợp đồng với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần, chưa bao gồm tiền thưởng. Nếu chấp nhận gia hạn, hợp đồng mới có thể kéo dài thêm 4 năm, dù anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Real bèn tạo ra đại chiến chuyển nhượng. Sau những cuộc đối đầu đỉnh cao tại Champions League, Real Madrid và Bayern Munich giờ đây tiếp tục tranh đấu, nhưng lần này không phải là trên sân cỏ mà là trên thị trường chuyển nhượng. Cả hai đội bóng hàng đầu châu đều đang hướng mắt đến những ngôi sao lớn. Và mùa hè 2025 hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt giữa họ để sở hữu những tài năng sáng giá. Tiền vệ tài năng của Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, là cái tên nổi bật nhất trong cuộc chiến chuyển nhượng này. Dù hợp đồng của Wirtz với Leverkusen còn đến năm 2027, anh đã đề ngỏ khả năng rời đi vào mùa hè 2025. Real Madrid coi Wirtz là người kế thừa lý tưởng cho Luka Modric khi tiền vệ người Croatia nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng trong tương lai gần. Tuy nhiên, Bayern Munich cũng không hề muốn mất đi tài năng sáng giá này, đặc biệt khi Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức trong thập kỷ tới. Sự cạnh tranh giành chữ ký của anh giữa hai gã khổng lồ này chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Barca nhắm hai bom tấn cho mùa giải mới. Mặc dù mùa giải vẫn đang ở giai đoạn đầu, ban lãnh đạo Barca bắt đầu lên kế hoạch cho những thương vụ bom tấn vào mùa hè tới. Hai cái tên nổi bật nhất chính là Rafael Leao và Jonathan David, những người được cho là đang khao khát khoác áo Blaugrana. Leao, 25 tuổi, đang là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Serie A.
sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm tuyệt vời. Leo được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công Barca. Tuy nhiên, điểm yếu của anh là thiếu sự ổn định. Ban lãnh đạo Barca tin rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick, Leo sẽ phát huy hết tiềm năng và trở thành một ngôi sao thực thụ. Một mục tiêu khác của Barca là Jonathan David, chân sút 24 tuổi đang thi đấu rất ấn tượng cho máu của Lille. Khả năng săn bàn thượng hạng cùng việc hợp đồng sắp đáo hạn khiến David trở thành món hời trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, Barca sẽ phải cạnh tranh với nhiều ông lớn khác để có được chữ ký của David. Hơn nữa, việc Lewandowski vẫn duy trì phong độ đỉnh cao khiến Barca chưa vội vàng ra quyết định cuối cùng. Diễn biến mới nhất vụ MU chiêu mộ Randal Kolo Muani. Theo Lady Sport, MU có những cuộc đàm phán ban đầu để kiếp đồng với Kolo Muani vào kỳ chủ nhượng tháng 1. Quỷ đỏ đang tìm cách mượn chân sút này cho phần còn lại của mùa giải. Nếu anh chơi tốt, họ sẽ đàm phán mùa đứt. Nguồn tin trên khẳng định rằng khả năng thành công của thương vụ sẽ phụ thuộc vào việc liệu cầu thủ 25 tuổi, người được kiếp đồng từ Eintracht Frankfurt với giá 75 triệu euro, 64,2 triệu bảng Anh cộng với 15 triệu euro, 12,2 triệu bảng Anh tiền phụ phí vào năm ngoái, có muốn ra đi vào tháng 1 hay không. Mới đây, Kolo Muani khẳng định rõ ràng rằng anh muốn chiến đấu để giành vị trí của mình tại PSG. Anh nói: "Tôi phải giữ vững tinh thần, tôi phải tiếp tục làm việc để huấn luyện viên tin tưởng tôi. Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, tôi phải cống hiến hết mình và hy vọng cơ hội sẽ đến nhiều hơn với mình." Hakimi gia hạn với PSG đến năm 2029. Hakimi, hiện 26 tuổi, gia nhập PSG vào mùa hè 2021 từ Inter Milan với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trong suốt 3 mùa giải vừa qua, anh đã khẳng định mình là một trong những trụ cột không thể thay thế của đội bóng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique, Hakimi tiếp tục phát huy vai trò quan trọng không chỉ ở khía cạnh chiến thuật trên sân mà còn trong vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ. Mùa giải 2023-24, Hakimi đã thi đấu tổng cộng 13 trận, bao gồm 9 trận tại Ligue 1 và 4 trận tại Champions League, đồng thời ghi được 2 bàn thắng. Quá trình đàm phán gia hạn giữa Hakimi và PSG diễn ra từ tháng 3 năm 2024 và kết thúc thành công trong tháng 11. Bản hợp đồng mới giữ chân anh ở sân công viên của Hoàng tử thêm 3 mùa giải, tạo điều kiện để Hakimi tiếp tục đóng góp và tham vọng chinh phục các danh hiệu của PSG trong tương lai. Động thái gia hạn này là một phần trong chiến lược lớn của PSG nhằm giữ chân các cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Arsenal đàm phán gia hạn hợp đồng với Leandro Trossard. Leandro Trossard gia nhập Arsenal vào tháng 1 năm 2023 với hợp đồng kéo dài 4 năm và mức lương là 90.000 bảng trên tuần. Arsenal hiện đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Trossard đi kèm với một mức tăng lương đáng kể, đưa thu nhập hàng tuần của anh lên mức 6 con số. Động thái này không chỉ nhằm ghi nhận sự đóng góp của cầu thủ người Bỉ mà còn là cách để Arsenal bảo vệ tài sản quan trọng của mình trước sự quan tâm từ các đội bóng khác. Trước đó, vào mùa 2023, câu lạc bộ Al Ittihad từ Saudi Arabia đã đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng để chiêu mộ Trossard. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng từ chối và khẳng định anh không phải để bán ở bất cứ mức giá nào.